Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Đức Tình ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã tích cực học hỏi, đi đến nhiều nơi, tích lũy kiến thức để khởi nghiệp từ nghề trồng nấm. Năm 2009, anh Tình bắt tay vào thực hiện ý tưởng làm giàu từ cây nấm. Những năm đầu, vì sai sót kỹ thuật nên giàn nấm cho thu hoạch thấp, không nản chí, anh vẫn tiếp tục học hỏi và trau dồi thêm kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm. Đến nay, từ một nhà xưởng ban đầu ở thị trấn Vương, anh đã mở rộng thêm hai cơ sở tại xã Trung Dũng với tổng diện tích gần 11.000 m² cùng hệ thống máy móc hiện đại. Đồng thời, chủng loại nấm trồng cũng được anh mở rộng đa dạng hơn như nấm linh chi, nấm mỡ, nấm chân dài, nấm kim phúc. Trừ chi phí mỗi năm, cơ sở sản xuất nấm của anh Tình cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên xây dựng chuồng trại nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là mô hình nuôi 18 con bò của ông Bùi Văn Khải ở thôn Tân Mỹ 2. Năm 2015, ông Khải đầu tư chuồng trại nuôi 18 con bò thịt và bò sữa. Ông nuôi 10 con bò thịt đều là giống bò Brahman đỏ cho giá trị kinh tế cao. Đây là một trong 30 hộ dân được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ theo dự án phát triển nhanh đàn bò Brahman đỏ trên địa bàn tỉnh. Giống bò này lớn nhanh, có sức đề kháng tốt, trọng lượng tăng 30% so với bò lai xin, chất lượng thịt thơm ngon. Mỗi năm, ông xuất bán một lứa bò thịt, trọng lượng trung bình 2,5 tạ một con. Cùng với đó, ông nuôi 8 con bò sữa, bình quân mỗi con cho thu 30 lít sữa một ngày, được công ty Vinamilk thu mua với giá 14.000 đồng một lít. Trừ mọi chi phí, ông Khải thu lãi trên 100 triệu đồng một năm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp đi đầu nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiêu biểu là công ty trách nhiệm hữu hạn dược Havet đóng trên địa bàn khu công nghiệp phố Nối A, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược Havet là đơn vị đầu tiên của tỉnh được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ vào năm 2015. Công ty chủ yếu nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm dược, vật tư thú y. Những năm qua, công ty luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều loại sản phẩm khoa học công nghệ có hàm lượng chất xám cao. Đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học lên đến hàng trăm người, trong đó có nhiều chuyên gia nước ngoài. Đến nay, công ty đã có hơn 200 sản phẩm được công nhận là sản phẩm khoa học công nghệ, trong đó nhiều loại vaccine đi đầu cả nước. Công ty có gần 1.000 đại lý trong nước và đã xuất khẩu sản phẩm ra 30 nước trên thế giới. Những năm gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều đề tài, dự án nhằm đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Ông Bùi Xuân Tám ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên trồng nhãn đã 30 năm nay. Trước kia, ông trồng nhãn dựa vào kinh nghiệm truyền thống nên hiệu quả không cao. Những năm gần đây, ông Tám đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào thâm canh cây nhãn, nhờ đó vườn nhãn luôn cho năng suất và chất lượng cao. Trong khi nhiều nhà vườn mất mùa thì vườn nhãn với diện tích 2 mẫu của ông vẫn cho sản lượng khoảng 12 tấn. Ông cũng đã thành công trong việc xử lý nhãn sớm, nhãn muộn và nhãn cháy vụ giúp nâng cao giá trị kinh tế. Gia đình tôi được học tập tập huấn nhiều các lớp do Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh chuyển sang khoa học kỹ thuật. Thì gia đình tôi là liên tục là đi học và áp dụng cái trình độ khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây nhãn thì nhìn chung rất thành công. 5 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai hàng trăm đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Đáng chú ý là các dự án thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo và gà lai Đông Tảo, phát triển nhanh đàn bò Brahman đỏ, nuôi thương phẩm và sinh sản nhân tạo cá chấm đen, cá chép lai V1, bảo tồn và phát triển các giống nhãn quý, trồng dưa vàng và dưa lê siêu ngọt. Nuôi kế mô sản xuất hoa lan Đai Châu và địa lan góp phần duy trì mức tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh lên trên 5% một năm. Giá trị trên 1 hectare canh tác năm 2018 đạt 192 triệu đồng một năm. Trong thời gian tới, để mà đẩy mạnh cái phát triển nông nghiệp thì chúng tôi tiếp tục là đưa những cái giống cây con mới để vào sản xuất. Cái thứ hai nữa là sẽ đẩy mạnh việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cái thứ ba là sẽ tích cực xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu cho các cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Và cái vấn đề thứ tư là chúng tôi sẽ tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Khoa học công nghệ được ví như chìa khóa của tương lai
việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.